Tính quay clip trổ tài nấu nướng, cô gái bất cẩn khiến cả nhà khóc thét. Nấu nướng nội trợ luôn là công việc vất vả, đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ trong gia đình. Biết nấu ăn đã khó, công đoạn sơ chế còn khó khăn hơn, đặc biệt là đối với các loại thực phẩm dưới nước, ví dụ như món lươn chẳng hạn. Và mới đây, một cô gái đã gặp rắc rối với loài vật này để rồi có màn nấu nướng đi vào lòng đất, khiến cho cả nhà phải khóc thét. Cụ thể thì mới đây, một tài khoản TikTok có tên là Thanh Kim đã đăng tải lại đoạn clip ghi lại hình ảnh những chú lươn đang còn tươi sống trong nồi. Chuyện sẽ chẳng có gì khi cô gái này bất ngờ mở hé vung ra, khiến cho thảm họa bắt đầu từ đây. Đàn lươn như mất kiểm soát mà bò trườn ra khỏi nồi, lúc nhúc trên mặt đất, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, làm ai nhìn cũng phải nổi hết da gà da vịt. Dù cho loài vật này không hề có hại, nhưng chỉ nhìn chuyển động của nó thôi, khối người cũng phải xỉu áp xỉu đau vì sợ. Trước bãi chiến trường đầy những tiểu yêu này, cô nàng đành bình tĩnh đi nhặt từng con lại, mặc cho cô bạn đang quay phim thì hét chói tai. Mặt khác thì đoạn clip nhanh chóng viral khiến hàng loạt cư dân mạng xôn xao và để lại bình luận. Chắc bà chị đang định quay clip hướng dẫn nấu lươn nhưng lại biến thành thảm họa. Ấn chặt cái nắp song xuống giùm chị ơi, em sắp ngất rồi đây này, làm được không thì nói một câu. Gặp em chắc em xỉu 3 ngày chưa tỉnh, sau bỏ nha chị ơi, lươn lẹo gì cho mệt vậy trời. Quả là một màn nấu nướng thảm họa, dự là cô gái này sẽ lại tiếp tục gia nhập hội ghét bếp không nhận nhà mất thôi.